Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Con trai rao bán áo in ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump Thành phố Milan của Ý trải qua ngày nóng nhất từ năm 1763. Tây Ban Nha thu giữ gần 10 tấn cocaine. Heineken bán mảng kinh doanh tại Nga với giá 1 euro. Bùng phát bệnh viêm phổi Legionnaire ở Ba Lan khiến 7 người bị tử vong, cùng những tin tức đáng chú ý khác. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trump nói, tôi còn chưa bao giờ nghe thấy từ chụp ảnh nghi phạm. Người dẫn chương trình Greg Kelly của kênh New Max đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với cựu tổng thống Mỹ sau khi ông trở về nhà ở bang New Jersey cùng ngày. Theo đó, ông Trump mô tả trải nghiệm trình diện vừa rồi là kinh khủng. Dù vậy, vị cựu tổng thống cho biết đã được đối xử rất tử tế, nhưng nó tức là trải nghiệm trình diện là như thế đấy. Ông nói, tôi đã chụp ảnh nghi phạm, tôi còn chưa bao giờ nghe thấy từ ảnh chụp nghi phạm. Ở trường tài chính Wharton họ không dạy tôi cái đó. Ông Trump tốt nghiệp trường tài chính Wharton thuộc Đại học Pennsylvania vào năm 1968. Đây là ngôi trường đã đào tạo ra 25 tỷ phú, trong đó có nhà đầu tư Warren Buffett, ông chủ của SpaceX Elon Musk và cựu CEO Apple John Scully trả lời Fox News Digital, cựu tổng thống Mỹ cho biết trải nghiệm chụp hình này không hề dễ chịu nhất là khi bạn chẳng làm gì sai cả. Được biết ông Donald Trump có cả một đoàn xe hộ tống đến văn phòng cảnh sát trưởng Fulton ở Atlanta, bang Georgia vào tối 24 tháng 8. Ông đã ở đây khoảng 25 phút để lăn tay chụp hình, trả tiền bảo lãnh, sau đó được trả tự do và ngay lập tức quay lại sân bay Atlanta. Tại sân bay, ông tuyên bố việc bị yêu cầu đến trình diện là can thiệp vào cuộc bầu cử và gọi đó là một ngày buồn của nước Mỹ. Ông cũng lên tiếng chỉ trích trưởng công tố viên của hạt Fulton là bà Fanny Willis khi bà này yêu cầu phiên tòa xét xử ông bắt đầu vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Con trai rao bán áo in ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump ngay sau khi cựu tổng thống Donald Trump trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ tại nhà tù Atlanta, bang Georgia, con trai donald trump đã rao bán trên mạng xã hội các đồ lưu niệm in bức ảnh này kèm dòng chữ tự do cho trump tôi không thu lợi từ việc này tất cả số tiền thu về được chuyển đến quỹ bảo vệ pháp lý con trai của ông trump nói về mục đích của mình Tính đến nay, ông Trump đã phải đối mặt tổng cộng với bốn bản cáo trạng giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống 2024 bắt đầu nóng lên. Một số cộng sự của ông Trump xuất hiện trong bản cáo trạng, gồm 41 tội danh cũng đã ra đầu thú, bao gồm cựu thị trưởng thành phố New York là Rudy Giuliana và cựu trách văn phòng là Mark Meadows. Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc hình sự và cho rằng đây không khác nào một cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị trước thềm bầu cử tổng thống thống. Nga phản đối bình luận của ông Biden về cái chết của Trump Wagner Ngày 25 tháng 8, Nga chỉ trích việc Tổng thống Biden nói ông không ngạc nhiên về việc ông Trump Wagner chết trong tai nạn máy bay, cảnh báo Washington đưa ra bình luận vậy là không phù hợp. Vào hôm 23 tháng 8, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết bản thân ông không bất ngờ trước thông tin về cái chết của ông Trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Tổng thống Mỹ nói rằng: "Tôi không biết trên thực tế có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không ngạc nhiên. Không có nhiều thứ xảy ra ở Nga mà không có Putin đứng sau, nhưng tôi không biết đủ thông tin để có câu trả lời." Đáp lại thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng phát biểu như trên phản ánh sự coi thường ngoại giao của Washington. Tôi cho rằng việc nói về một sự kiện thảm khốc như vậy không dành cho Tổng thống Mỹ. Cũng trong ngày 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết không có bằng chứng chắc chắn ông Trùm Wagner tử nạn trên chiếc máy bay rơi vào hôm 23 tháng 8, nhưng khả năng cao là ông này đã chết. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Nga đã thông báo ông Trùm Wagner là một hành khách trên chuyến bay xấu số, số vừa qua. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng sẽ khó có người kế nhiệm nào có thể để lại ảnh hưởng lớn như vậy đối với tập đoàn lính tính thuê này. Nga tìm thấy hộp đen của máy bay chở trùng Wagner. Bộ lưu chuyến bay hay hộp đen là thiết bị ghi trên máy bay nhằm phục vụ điều tra các tai nạn hoặc sự kiện liên quan tới phương tiện. Bộ lưu chuyến bay gồm hai thiết bị là máy ghi dữ liệu chuyến bay FDR và máy ghi âm buồn lái CDR. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng thông báo đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính 10 nạn nhân trong vụ tai nạn. Họ chưa xác nhận trong số này có lãnh đạo của tập đoàn Wagner hay không. Cơ quan này cho biết sẽ chỉ định các cuộc giám định pháp y cần thiết và khẳng định các điều tra viên sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả giả thuyết về những gì đã diễn ra. Máy bay Embracer Legacy rơi ngày 23 tháng 8 ở gần làng Khu Zenkino thuộc tỉnh Tver khi đang trên đường từ Moscow tới St. Petersburg trong danh sách 10 người trên máy bay có tên của ông Trùng Wagner. Tổng thống Nga ngày 24 tháng 8 đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay, trong đó có thành viên của Wagner. Tuy nhiên, ông Putin không xác nhận liệu lãnh đạo Wagner đã thiệt mạng hay chưa, thay vào đó đề cập mối quan hệ với doanh nhân này. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 8 khi được hỏi về cáo buộc cho rằng điện Kremlin liên quan tới vụ rơi máy bay, phát ngôn viên nói rằng những điều đó hoàn toàn là dối trá. Ông Putin ký sắc lệnh yêu cầu lính tình nguyện tuyên thệ. Theo sắc lệnh được tổng thống Putin ký và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8, những người phải tuyên thệ trước quốc kỳ bao gồm thành viên các đơn vị tình nguyện, những người tham gia hoàn thành nhiệm vụ được giao cho quân đội hoặc các đơn vị quân sự khác của Nga cũng như những người liên quan đến hoạt động bảo vệ lãnh thổ. Sắc lệnh quy định những người tuyên thệ khi phục vụ quân đội Nga hoặc Liên Xô không cần thực hiện điều tương tự. Sắc lệnh được ban hành nhằm hình thành nền tảng tinh thần và đạo đức cho hoạt động bảo vệ liên bang Nga, nền độc lập và trật tự hiến pháp của đất nước. Nga đang có 40 đơn vị quân tình nguyện. Nhiều đơn vị quân tình nguyện cùng lực lượng chính quy Nga tham gia các trận đánh với Ukraine. Trong số này có các thành viên của tập đoàn Wagner và lính tình nguyện đến từ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 6 đã thông báo tất cả các đơn vị quân tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước tháng 7, quyết định nhằm tăng tiềm năng chiến đấu và hiệu quả của các đơn vị quân tình nguyện, cũng như xây dựng cách tiếp cận thống nhất với nhiệm vụ quân sự. Tổng thống Putin ngày 13 tháng 6 cho biết khoảng 156.000 người đã ký hợp đồng với quân đội Nga. Hạt Maui, Hawaii khởi kiện về vụ cháy thị trấn Lahaina. Chính quyền hạt Maui của Hawaii ngày 24 tháng 8 đã đệ đơn khởi kiện công ty điện lực Hawaii cho rằng nếu công ty này kịp thời ngắt điện trong thời điểm gió giật mạnh được dự báo trước thì sự tàn phá với Lahaina có thể tránh được. Vụ hỏa hoạn ngày 8 tháng 8 đã khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị mất tích. Lời kể của nhân chứng và video chỉ ra rằng tia lửa từ đường dây điện đã gây ra hỏa hoạn khi các cục điện bị gãy do một cơn bão quét qua. Đơn kiện cho biết nếu cơ quan dịch vụ tiện ích này chú ý đến các cảnh báo và ngắt điện đường dây điện trong thời thời điểm gió giật mạnh được dự báo trước thì sự tàn phá này có thể tránh được. Vụ kiện cũng cho biết công ty điện lực Hawaii có nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa đúng cách các đường dây điện cũng như các thiết bị khác bao gồm các cục điện liên quan đến các việc truyền tải điện, đồng thời đảm bảo thảm thực vật được cắt tỉa và xử lý đúng cách để tránh tiếp xúc với đường dây điện trên cao và các thiết bị điện khác. Quận Maui cho biết đang yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản công và tài nguyên ở Lahaina cũng như thị trấn Kula ở gần đó. Do thời tiết khô nóng cháy rừng đã bất ngờ bùng phát tại đảo Maui ở Hawaii vào hôm 8 tháng 8, theo báo cáo mới nhất, thảm họa cháy rừng ở Hawaii khiến ít nhất 115 người bị thiệt mạng, nhưng còn ít nhất 1.100 người vẫn mất tích. Cảnh sát trưởng Maui cho biết nhà chức trách đang sàng lọc dữ liệu và hy vọng có thể công bố danh sách những người mất tích trong vài ngày tới. Theo ước tính của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody, thiệt hại về kinh tế trong thảm họa cháy rừng này có thể dao động từ 4 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn thiệt hại, ít nhất là 75%, được bảo hiểm. Thành phố Milan của Ý trải qua ngày nóng nhất từ năm 1763. Với mức nhiệt 33 độ C ghi nhận ngày 23 tháng 8, thành phố Milan phía bắc Ý đã trải qua ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong 260 năm qua. Trong thông báo ngày 25 tháng 8, cơ quan bảo vệ môi trường cấp vùng, viết tắt là ARPA của ý cho biết đây là ngày nóng nhất kể từ khi trạm quan trắc thời tiết Milano Prera bắt đầu ghi lại nhiệt độ vào năm 1763. Mức nhiệt cao kỷ lục của Milan trước đó là 32,8 độ C được ghi nhận vào ngày 11 tháng 8 năm 2003. Các ngày 23 và 24 tháng 8 là những ngày nóng nhất mùa hè trên toàn bộ vùng Lombardy bao quanh Milan, nhiệt độ trong ngày tại một số thị trấn tại đây lên tới hơn 40 độ C. Cơ quan này cho biết thêm rằng thời tiết nóng dữ dội và bất thường cũng được ghi nhận ở dãy núi Alps của Ý. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này sắp kết thúc nhờ các cơn giông lớn và nhiệt độ sẽ giảm từ 10 đến 15 độ C vào đầu tuần tới. Trước đó, thủ đô Rome của Ý đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 41,8 độ C vào tháng 7, khi phần lớn các nước khu vực Nam Âu hứng chịu cái nóng thiêu đốt trong mùa hè này. Nắng nóng khiến tình trạng cháy rừng thêm tồi tệ, buộc các chính phủ phải ban bố cảnh báo y tế và gây gián đoạn nhiều kỳ nghỉ của du khách. Trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch cao kỷ lục trong năm 2022. Trợ cấp toàn cầu cho nhiên liệu hóa thạch đã lên mức kỷ lục 7.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, chỉ trong 2 năm qua trợ cấp toàn cầu cho nhiên liệu hóa thạch đã tăng 2.000 tỷ đô la Mỹ. IMF công bố báo cáo nêu rõ tổng chi trợ cấp trên tăng vọt do chi tiêu tiêu dùng phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19, cũng như do chi phí năng lượng tăng cao trước các tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này đang gây áp lực lên ngân sách, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm và nóng lên trên toàn cầu. Báo cáo của IMF nhấn mạnh trợ cấp cho dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên đang chiếm tới 7,1% GDP toàn cầu. Số tiền này nhiều hơn kinh phí hàng năm mà các chính phủ cấp cho lĩnh vực giáo dục, chỉ khoảng 4,3% GDP toàn cầu và tương đương 2/3 kinh phí cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tây Ban Nha thu giữ gần 10 tấn cocaine. Ngày 25 tháng 8, Cảnh sát và Hải quan Tây Ban Nha đã thu giữ gần 10 tấn cocaine được chuyển đến nước này từ Ecuador. Đây là lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã thu giữ được trong một chuyên án. Theo cảnh sát, số lượng ma túy này được phát hiện vào ngày 23 tháng 8 tại cảng Angersiras ở miền nam Tây Ban Nha, Chúng được cất giấu giữa các lô chuối nhập khẩu bảo quản trong container đông lạnh. Lực lượng phòng chống ma túy Tây Ban Nha khẳng định đây là một đòn chưa từng có nhằm vào một trong những tổ chức tội phạm ma túy lớn nhất thế giới. Các đặc vụ đã tìm thấy trong lô ma túy nói trên logo của hơn 30 nhóm tội phạm châu Âu, được cho là bên nhận hàng. Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, mỗi tháng tổ chức tội phạm ma túy đảm nhận việc vận chuyển có thể gửi 40 container đến châu Âu nhờ mạng lưới thương mại rộng lớn, trong đó có cảng Vigo ở Tây Bắc nước này. Heineken bán mảng kinh doanh tại Nga với giá 1 euro. Hãng bia lớn nhì thế giới cho biết họ đã nhận đủ sự đồng ý từ giới chức Nga họ chấp nhận rời đi với khoản lỗ có thể lên tới 300 triệu euro, tương đương 324,8 triệu đô la Mỹ. mảng kinh doanh của Henneken tại đây sẽ được bán cho Anestrup của Nga. Henneken thông báo ý định rời Nga từ tháng 3 năm 2022, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, họ sau đó cho biết quá trình kéo dài hơn dự kiến. Nhiều công ty đa quốc gia đã rời Nga sau khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ lên Moscow. Điện Kremlin cũng đã tiếp quản nhiều tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài như trường hợp của hãng sữa Danone và hãng bia Casper Hãng bia Anosport Inbev cũng cho biết có kế hoạch rời liên doanh tại Nga với IFES của Thổ Nhĩ Kỳ. Henneken hiện có 7 nhà máy bia tại Nga với 1.800 nhân viên. Những người này sẽ được bảo đảm công việc trong 3 năm tới. Hãng bia Hà Lan đã loại bỏ thương hiệu Heineken tại Nga từ năm ngoái. Việc sản xuất thương hiệu Amstel cũng sẽ giảm dần trong vòng 6 tháng. Heineken cho biết thỏa thuận với Anes không kèm điều khoản mua lại tài sản này. Giao dịch này cũng sẽ không có nhiều tác động đến triển vọng kinh doanh năm nay của hãng. Anes Group sở hữu một công ty đóng gói lớn và hiện là nhà sản xuất lớn nhất Nga về aerosol, tức là son khí. Họ cũng bán mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. Na Uy xây hàng rào ngăn tuần lộc vượt biên sang Nga. Nhà chức trách Na Uy hôm 24 tháng 8 thông báo trong năm nay rằng 42 con tuần lộc đã vượt biên giới sang Nga để tìm đồng cỏ xanh tốt hơn, khiến chính quyền nước này phải đền bù thiệt hại cho Nga. Rào ngăn tuần lộc nằm dọc biên giới Na Uy Nga, trải dài 93 cây số và ra đời từ năm 1954. Cơ quan nông nghiệp Na Uy cho biết đoạn hàng rào dài 7 cây số giữa thị trấn Hamburg Gavanet và Stockholm của Na Uy sẽ được thay thế. Dự án xây dựng với chi phí 348.000 đô la Mỹ sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, đây là một thách thức bởi công nhân cần phải ở bên phía bên giới của Na Uy suốt thời gian xây dựng. Nếu một công nhân đi sang lãnh thổ Nga mà không có visa, đó sẽ là hành vi xâm phạm trái phép. Tuần lộc chạy qua biên giới, đem đến nhiều rắc rối. Nga gửi sang hai khiếu nại yêu cầu bồi thường. Một khiếu nại đòi gần 4.700 đô la Mỹ cho mỗi con tuần lộc chạy sang Nga để gặm cỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Passview Zapovenik ở vùng Murmansk của Nga. Khiếu nại còn lại đòi tổng cộng 4,4 triệu đô la Mỹ cho số ngày tuần lộc gặm cỏ trong công viên vốn gồm chủ yếu là sông, hồ, rừng và đầm lầy. Theo cơ quan nông nghiệp, trong số 42 con tuần lộc đi sang Nga năm nay, 40 con đã mang trở về Na Uy và hai con còn lại sẽ sớm quay về. Những con vật đưa về bị giết do lo ngại chúng có thể chạy sang Nga lần nữa. Ủy ban an toàn thực phẩm Na Uy có thể yêu cầu tiêu hủy xác tuần lộc vì lý do an toàn. Tuần lộc được trang thả bởi người Sami bản xứ ở miền Trung và vùng Bắc cực thuộc Na Uy có nguồn gốc từ Trung Á và định cư cùng những đàn tuần lộc ở châu Âu cách đây khoảng 9.000 năm. Họ thường sống ở Lapland, vùng đất trải dài từ miền Bắc Na Uy qua Thụy Điển và Phần Lan tới Nga. Ở vùng Bắc Cực, đa số sống ở biên giới bên phía Na Uy. Bùng phát bệnh viêm phổi Legionnaire ở Ba Lan khiến 7 người bị tử vong. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan An ninh Nội địa của Ba Lan thông báo đang điều tra xem liệu đợt dịch bệnh viêm phổi Legionnaire làm 7 người tử vong ở miền nam nước này có phải là hậu quả của việc cố ý gây ô nhiễm nguồn nước hay không. Cuộc điều tra đang được tiến hành khi vi khuẩn gây bệnh được tìm thấy ở 113 bệnh nhân nhập viện tại thành phố Zestov và khu vực lân cận. 7 ca tử vong từ 64 đến 95 tuổi và đều có bệnh nền. Trước đó, cùng ngày, đài phát thanh tư nhân đưa tin bệnh Legionnaire do vi khuẩn Legionella gây ra có thể dẫn đến một dạng viêm phổi nặng theo tổ chức y tế thế giới cách thức lây lan phổ biến là hít phải không khí ô nhiễm hoặc ô nhiễm nguồn nước bệnh không lây trực tiếp từ người sang người nhưng vi khuẩn này có thể nhân lên trong hệ thống nước và điều hòa không khí Bệnh có thể gây tử vong với tỷ lệ là 5 đến 30% nếu không được điều trị. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của bệnh còn phụ thuộc vào mức độ nặng và tình trạng sức khỏe trước đó của người bệnh. Tỷ lệ tử vong tăng cao trên 40% ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch không được điều trị. Thị trưởng của thành phố cho biết kết quả xét nghiệm của các mẫu nước sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 8 tới đây. 8 loại trái cây ăn buổi tối vừa ngủ ngon vừa giảm cân. Dưới đây là những loại trái cây giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, nâng cao hiệu quả giảm cân mà bạn nên ăn vào buổi tối. Thứ nhất là lê, lê có hàm lượng dưỡng chất chất sơ cao nhưng lượng calo thấp, thích hợp thêm vào thực đơn giảm cân. Ngoài ra lê còn cung cấp một số vitamin cần thiết khác như vitamin C, K, B2, B6, B9, kali và lượng nhỏ các khoáng chất canxi, sắt, magie giúp ngủ ngon và sâu giấc. Số 2 là anh đào. Anh đào chứa chất melatonin là một loại hormone có vai trò điều chỉnh quá trình thức ngủ, giúp giải quyết tình trạng mất ngủ. Ngoài ra, anh đào chứa ít calo giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Thứ ba là nho. Những người mất ngủ kinh niên được khuyên nên uống một cốc nước ép nho trước khi đi ngủ. Ngoài ra, nho chứa chất chống oxy hóa, giúp chuyển hóa chất béo trở thành chất béo nâu, hỗ trợ tiêu giảm mỡ thừa hiệu quả. Thứ tư là thơm hay còn gọi là dứa có hàm lượng cao melatonin gây ra cảm giác buồn ngủ bằng cách thư giãn các cơ và làm chậm hoạt động thần kinh. Ngoài ra, thơm chứa hàm lượng calo thấp hơn so với các món ngọt khác, thích hợp để làm món tráng miệng sau bữa tối. Chuối, chuối rất là giàu axit amin tryptophan kích hoạt sự hình thành hormone melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chuối cũng tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa mỡ thừa. Thứ sáu là cà chua. Cà chua rất giàu vitamin, ít calo và rất tốt cho sức khỏe. Lycopene từ cà chua thúc đẩy quá trình giảm cân ngay cả khi bạn ngủ. Không chỉ giảm cân nhanh, ăn cà chua thường xuyên còn giúp da hồng hào, hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm. Thứ bảy là dưa hấu. Dưa hấu chứa nhiều nước, ít calo, Cơ thể thiếu nước cũng gây ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ. Dưa hấu cũng cung cấp nước cho cơ thể, loại bỏ cảm giác đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Thứ 8 là dưa chuột. Dưa chuột hay còn gọi là dưa leo, chứa enzyme thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, dưa leo còn giàu propanol diacid là chất có tác dụng ngăn chặn chuyển hóa đường thành chất béo. Các vitamin và khoáng chất trong dưa leo bổ sung dưỡng chất cho cơ thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.